Sao nhà mình có cái sếp lạ thế nhở? Ui, sao con này nằm lăn lóc thế này? Mày bỏ ngay cái bàn phím thân yêu của tao xuống. Mày đi lại đây. Mày từ đây để làm gì? Dạ hôm nay dì Hải với mẹ em đi chơi, cho nên là dì bảo em sang đây chơi với anh ạ. Chơi với tao? Ở đây cũng được, nhưng mà cấm động vào đồ của tao biết chưa? Dạ. Giờ tao phải đi ngồi thiền, nhưng tao vẫn sẽ canh chừng chú mày đấy. Dạ em biết rồi. Khoan, mình cứ phải giấu bàn phím với con chuột cho chắc. Ok rồi đấy. Ok, thiền thôi. Từ cái hôm mua trên TikTok Shop bây giờ chưa dùng hôm nào, để test thử xem. Loa con này nghe nhạc to thế nhỉ, thích thật. Không gian yên tĩnh, bình yên quá. Hãy xem trình độ bóng chày của ta đây. Biết thế mà con lần này sớm về thiền rồi. Chú mày là thằng nào? Dạ, em là con mẹ Hương ạ. Con mẹ Hương à? Bác Hương nhà hàng xóm có việc nên gửi cháu nó qua nhà mình một bữa. Con trông giúp mẹ nha. Thằng kia mày làm cái gì đây? Em đang chơi với con chó. Mày bỏ ngay thằng Hiệp xuống. Mày đi ra cái ghế của chú tao. Cầm cái máy chơi game này rồi ngồi im đi chưa? Tao là Super Saiyan đây. Thằng nào cười thế nhở? Con quái vật kia, ta sẽ ra mặt công lý trừng trị ngươi. Em sợ quá. Không sao đâu em ạ. À.